gà lôi với ức gà. Chả chân trứng muối ha. Này là trong đây là có nè, nấm mèo nè, tiêu, muối, hành ngò, tỏi, hành đỏ nha, lá hành nữa. Rồi với thịt gà bằm trong đây, rồi mới trộn vô thành một cái chả này nè. Đó mình để vô trong cái thố. Đó, để chút nữa mình đút lò hay là mình chưng cũng được. Rồi đây là 10 trứng hột gà muối, hột vịt muối cũng được, nhưng mà chỉ lấy hai cái chồng trắng của hột gà muối thôi, tại nó mặn lắm. Rồi với 6 6 trứng gà bình thường. Giờ ha, đàm nè. Chỉ đổ cái nước hột gà muối vô thôi nha, hai trứng nước gà muối. Rồi, trộn đều, đánh đều lên, trộn đều lên. Trong đây có bốn tàu nữa nha, trứng muối lên, đồng trứng đỏ muối lên, và để vô đút lò hay chân cũng được, cái chân ha, đút lò nha. Chả hột gà muối chân, thấy không? Ngon không? Đó, gà muối chân.